Từ ngày mùng 2 tới ngày mùng 4 thì nhiều địa phương tại tỉnh Thừa Thiên Huế đang ra sức huy động phương tiện lực lượng tại chỗ để hàn nối các đoạn đê bao bị vỡ do mưa lũ trái mùa để cứu lúa. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, diện tích gieo cấy lúa vụ đông xuân 2021-2022 ở tỉnh có hơn 28.190 ha. Mưa lũ thì đã khiến hơn 20.000 ha lúa bị ngập, trong đó ngập trên 70% là 12.500 ha lúa, ngập dưới 70% là hơn 7.000 ha. Ngoài ra có hơn 1.130 ha lạc, ngô, sắn và rau các loại bị ngập. Mưa lũ thì cũng đã khiến cho nhiều tuyến đê nội đồng bị vỡ, bị tràn và nhiều tuyến đường ở thành phố Huế cũng như là các huyện thị xã bị ngập nặng, giao thông đi lại đầy khó khăn. Đường Hồ Chí Minh phân đoạn La Sơn Túy Loan đoạn qua huyện Nam Đông đã bị sạt lở ta luy dương khiến cho gây tắc đường. Trong 3 ngày qua tại tỉnh Quảng Bình, nhất là các huyện phía nam của tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trái mùa, gây ngập úng lúa đông xuân, hoa màu và ao nuôi thủy sản, gây thiệt hại lớn. Các địa phương đã huy động người dân đắp cao đê bao và chặn các cửa cống, kênh mương cũng như là bơm nước để có thể cứu hơn 4.000 ha lúa đang trong giai đoạn đúng cái làm đồng. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại tỉnh Quảng Bình. Mưa to đến rất to bất thường trong những ngày qua trên địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã làm cho hơn 3.680 ha lúa bị ngập từ 70% trở lên. Ngoài ra có hơn 910 ha diện tích cá lúa và 67 ha cây hoa màu ngập nước hoàn toàn. Nước dâng cao cùng với sóng lớn đã làm sạt lở các tuyến đê tại vùng Tả Kiến Giang, vùng Lùng Tân Thủy gây nguy cơ ngập lụt. Đến khoảng 10 giờ đêm thì nước bắt đầu tràn đê thì chúng tôi đã thông báo cho toàn thể thành viên trong hợp tác xã hơn 300 người ra để hồ đê ở những nơi trọng yếu đã bị tràn. Chính vì vậy mà đã bảo đảm được cơ bản là chống được cái tràn đê vào ruộng của chúng tôi. Tuy vậy bên cạnh đó do cái lượng mưa quá lớn cho nên một số diện tích ở cái vùng trung cũng bị ngập úng, là cái đó chúng tôi đang còn cho máy tiết úng khắc phục sắp tới. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy chỉ đạo các xã, thị trấn huy động hàng trăm người dân, lực lượng dân quân khẩn trương tham gia đắp đê cứu lúa, tôn cao các đoạn đê bao bằng các bao đựng đất, chặn kỹ các cửa cống, kênh mương để hạn chế lượng nước tràn từ sông Kiến Giang vào đồng ruộng. Huyện Lệ Thủy đã huy động gần 100 trạm bơm điện và dầu để bơm úng cứu lúa. Hiện nay thì các xã cũng đã cơ bản là khắc phục được ở một số đoạn. Tuy nhiên là do cái mực nước lên quá lớn, lượng mưa về cũng đang nhiều, thì hiện nay trên địa bàn huyện đã có trên là 3.500 hecta là bị ngập sâu và có nguy cơ là 2.000 hecta này là có nguy cơ cũng là đe dọa. Thì hiện nay chúng tôi đang tập trung để mà chỉ đạo khắc phục ở những điểm sung yếu nhất để cứu những cái vùng lúa mà có nguy cơ là tiếp tục ngập. Mưa lớn bất thường cũng đã làm cho hàng trăm hecta lúa và hoa màu đang trong thời kỳ thu hoạch tại huyện Quảng Ninh bị ngập và hư hỏng. Đến thời điểm này vẫn còn mưa và dự kiến có mưa to trong những ngày tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình đề nghị các huyện khẩn trương điều tiết nước, nắm bắt và theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chuẩn bị lực lượng chủ động ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Ngay trong đêm ngày mùng 1 và sáng ngày mùng 2 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới gây thiệt hại nặng tại tỉnh Bình Định. Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiểm tra tình hình thiệt hại tại xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá cao tỉnh Bình Định đã hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do thiên tai. Đợt mưa lớn bất thường vừa qua tại Bình Định đã làm ngập và đổ ngã hơn 11.500 ha lúa vụ đông xuân đang trong thời gian thu hoạch. Hơn 570 ha hoa màu bị hư hại, 76 tàu thuyền của ngư dân các địa phương ven biển bị đánh chìm hoặc hư hỏng. Trong đó, xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn có 50 phương tiện bị đánh chìm hoặc hư hỏng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị tỉnh Bình Định rà soát các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở ngập lụt, sẵn sàng phương án di dời người dân và bảo đảm an toàn các hồ đập.